Mấy đứa ơi, coi thử cả cặp Long Mi chỉ còn không? Còn chị ơi. Dạ, ổn không? Nè gà, đây là hoa hậu. Xe đẹp quá chị ơi. Bạn ơi, lúc trước mình là liễu đầu lâu, còn bây giờ mình đã là hoa hậu rồi. Ý là mới đi thi hoa hậu về hả? Trời ơi. Lát nữa thi rồi xong rồi về cho tao gặp riêng tao cái nha. Bạn bè mình luôn, không gặp. Bây giờ mình rất là nhiều việc bận á, cho nên là bạn muốn gặp mình á thì bạn cứ ra tập trung học fan nha. Không gặp riêng được luôn hả? Không gặp riêng được. Bây giờ rất là bận, bây giờ mình là hoa hậu rồi. Rồi, đi đây. Xíu gì gặp ngoại sau nha. Thằng đâu có biết đâu chị, tại chị nói với Kinh là kêu người la lên bao nhiêu chuyện không tiếc, hiểu không? Tại mình chi tiền không đủ cho người ta. Chi không đủ cho người ta cho nên ít người lắm. Chị kêu là bao nhiêu chuyện đưa đại đi. Rồi, 5 phút nữa em sẽ kêu fan nó lại rồi gặp chị. Mọi người vô, tới giờ rồi mọi người. Lẹ đi. Mọi người ơi, mọi người Lẹ đi. Hậu. Ngồi dưới đi. Hả? Dạ, hồi nhỏ tôi nói cho ngoại. Hoa hậu là phải đẹp chứ không để hoa hậu nào mà không đẹp. Ngoại mà còn trẻ, ngoại cũng đi thi hoa hậu. Thôi, bà con cứ bán rồi mình giữ trật tự nha. Một chút lát đây là hoa hậu chứ lại hai. Á hậu là xuất hiện ở đây là chấn động luôn. Nguyên cái khu này là không ai đẹp bằng hoa hậu hết trơn á. Cho nên là mọi người chú ý nha, mọi người tập trung ở đây. Mọi người có đặt câu hỏi gì thì mọi người gửi cho em nha, em hỏi hoa hậu nha. Vỗ tay lên mọi người ơi. Chị cho em đặt câu hỏi được không chị? Em để đó đi rồi một hồi em đưa cho chị hỏi hoa hậu sao nha. Mẹ đi chứ mà ngoại hồi hộp muốn nín thở vậy. Vâng, và không để quý vị và các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng nhau chào đón top 3 hoa hậu Bình Nông Thôn năm 2023. Rồi, xin mời là top 3 hoa hậu sẽ cùng vào vị trí an toàn. Nè, hoa hậu ngồi giữa nè em. Đó, ghế cao nhất là dành cho hoa hậu đó. Rồi mời hai á hậu vô nha. Đỡ nó đi để nó sụm mà đẹp thấy. Em ơi, đã chị nói là mình đặt con xin ở chỗ này là em mang thấp xíu. Đó, một chào bắt tay dành cho hoa hậu thí liệu. Á hậu 1, Ngọc Lượm. Á hậu 2, Yến Linh. Coi chính ra là có thuộc sự trùng hợp nha, tất tao hậu của mình toàn là tên chữ L không à. Ôi dạ. Sao vô ngoài trời ơi hoa hậu gì mà nhìn thấy vậy? Xấu dữ gì, chắc lại bị mắc và bị mờ thôi. Ngoại cái vẻ đẹp mỗi thời đại nó khác nhau. Thời đại của ngoại là khác, thời đại của tụi con vậy thì mới là đẹp. Trời ơi, cái lông mi của nó như cái lông chim ha. Không, thì lông mi làm từ lông chim mà ngoại. Dạ, có cái này đẹp nè. Cái gì? Cái ụp lên đầu nó đẹp á. Cái này là cái vương miện đó ngoại. Cái vương miện đó ngoại ơi, không phải muốn có là có đâu ngoại ơi. Tại vì vương miện này chỉ dành cho những người đẹp như con thôi. Thì cái đó đội lên đầu ngoại đẹp hơn. Không, mà ngoại trên đây. Rồi. Xin lỗi á hậu nha. Trời ơi, nói nghe nè. Trước khi mà giao lưu với khán giả á, mình mở mắt ra nha em. Em đang mở mắt đó chị. Em đang mở mắt hả? À,
À, là cặp lông mi của anh nó hơi nặng. Rồi, rồi em có thể là tự giới thiệu đôi nét về mình không Thí Liễu? Phát biểu đi chị. Nhanh hết giờ, vâng. Và là lần đầu tiên em xin cảm biến mình 360 độ. Chào bà con, cô bác, quý vị ở đây. Em là Hoa hậu Bình Nông Lâm, Tickwell Thí Liễu. Chị. Mới mình nói chuyện mình nhả cục tòm ra được không vậy? À, em ơi, Hoa hậu có nói nhẹ nhàng em ơi. À, em ơi, thông cảm là Hoa hậu là phải nhẹ nhàng, dịu dàng, đoan trang thì mỹ đất Nam nhà mày không ơi, mình dịu dàng, mình hơi lớn chút xíu được không? Chẳng lắm nghe chị không? Hoa hậu giờ là phải đi cái tông đó đó. Chứ mà đi cái tông mà chở búa thì người ta chịu mới chết. Mày, Hoa hậu mà đi cái tông ngộ không mày? Đúng rồi. Cái tông chị đâu nó tông. Anh ơi, Ngọc Lừa. À, ngoại phát biểu đi. Ngoại biết con này nè. Nó hay đóng phim gì của Lâm Chánh Thành ngoại hay coi á. Ngoại tính con thi á. Đúng có sợ nãy giờ tính nói gì đó. Ngoại này. Phải không? Dạ ngoại. Sai con phải ơi. Con bé nó mới 18 tuổi à. Rồi con mới đi qua. Ơi á hậu gì nhìn cái mặt như A Cẩm ăn ngầm vậy trời. À, mọi người giữ trật tự giữ cho A Cẩm giới thiệu nha. Rồi đó tiếp đi em. Em xin hết rồi. Ủa, trời ơi. Trời ơi. Ủa em không còn gì để chia sẻ luôn hả? Dạ không, em kiểu lời đi mà. Rồi mời hậu hai à. Dạ, em chào mọi người. Em là Á hậu hai. Biết rồi, biết rồi. Biết em. Em tên là Linh. Ờ, biết rồi em, cái đó biết rồi. Tên em của em là Linh Leo. Ờ. Đó đó. Nói không gặp tiếng Việt hay sao? Nó bị gì ngoại? Không phải không gặp tiếng Việt hay sao? Hay là nó bị ho, nó không dám nói nhiều ta? Làm gì đó. Ok, cảm ơn em nhiều nha. Nhưng mà chị có cái từ gì mà kết thúc. Dạ, cảm ơn mọi người. Hôm nay em tổ chức họp báo ở đây. Thì em cũng họp fan với chị. À, họp fan luôn hả? Ai là fan của Hoa hậu Thí Liễu đâu hả? Em cũng có nhiều điều muốn nói với mọi người. Thì sau khi đăng quang về thì em cũng có cùng với Á hậu 1 và Á hậu 2 đi cấp làng cấp xóm để phá làng để đi thăm xóm làng. Dạ, thì hỏi đúng không? Em rất là vui khi mọi người đã ủng hộ và đã ra đây tặng đây để tổ chức đông đủ với em. Dạ. Rồi, nói chung là ngày hôm nay là top 3 Hoa hậu bờ nông thôn của mình đi về đây để thăm làng, thăm xóm á. Thì cũng rất là cảm ơn ba em đã dành chút thời gian quý báu. Mọi người biết không, tại vì đăng quang xong là biết bao nhiêu show chậu luôn mọi người. Thế hả? Nó kín mít luôn, nó kín từ tháng này qua tháng khác luôn. Hèn chi con Hoa hậu nó nằm nó ngủ rồi kìa, nó ngồi ngủ rồi. Đúng rồi, phải dậy từ 3 giờ sáng. Mở mắt lên, mở mắt lên. Mở mắt lên ngoài, tại lông mi hơi bự. Đang mở mắt tới ngoài ơi. Thì sao không? Từ 3 giờ sáng là phải trang điểm rồi, vì vậy Hoa hậu cũng là trang điểm 7 tiếng hồ lận. Bây giờ để đẩy nhanh chương trình nha. Em có những cái câu hỏi nhanh ngắn gọn để dành cho top 3 Hoa hậu nha. Mọi người cùng giao lưu nha. Ok. Rồi bây giờ mình hỏi nhanh nha. Hãy kể tên 3 người nổi tiếng nhất ở quê em. Nhanh em. 3 người nổi tiếng nhất ở quê em. Thì người đầu tiên em xin kể đến đó là con nhỏ bạn em, tên là Thanh. Con của bạn nó con nó mới con của người ta. Với lại mà hay phá làng phá sớm rồi chuyên gia giật hụi người ta. Cho nên là nguyên sớm em cũng sợ nó trơn á. Dạ. À là nổi tiếng rồi hả em? Dạ. Rồi thứ còn hai. Còn người thứ hai là thằng Tuấn Khanh. À. Dạ, thằng kế bên nhà em mới đi cải tạo mới về cho phá làng phá sớm với lại mà cha mắng mẹ thì nó mới đi cải tạo về. Nhắc đi Tuấn Khanh thì nguyên sớm em cũng sợ chứ á. Dạ. À, người thứ ba là ai em? Người thứ ba là cậu em Tinh Tinh. Gia nhậu về đánh gặp vợ con với lại mà đập đồ rồi tập lum tà lè hết chân á, cho nên là nguyên sớm em cũng sợ. Vậy là tính ra em không có nổi luôn. Vậy là tính ra không có em ở trong đó. Không, em chỉ là mới nổi đây thôi, em đang nổi lên bên. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi đó là câu hỏi nhanh đầu tiên của top 3 chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái câu hỏi thứ hai nha. Thí Liễu ơi, em nghĩ gì về vấn đề là Hoa hậu với lại đại gia?
nhiều người. Ê, ai kiếm ngoại vậy? Tiến con nào lên đây? Bà sáu con ngoại. Kiếm ngoại. Bà né bà con. Bà má. Đi về ăn cơm nè. Thôi cho ngoại ngồi coi chút đi. Đi chơi vậy? Đây con có Hảo. Đây là cái thằng cái đụng ơi. Lại là mày nữa hả cái con kia? Hôm bữa hết một lần ở bên chỗ cái kênh nước đen rồi. Bữa nay qua kênh nước đục gặp mày đó là sao vậy? Bà cái coi. Coi. Gắn cái gì trên mặt mày vậy? Chị bảo vệ chị. Coi. Coi giữ thì nhộng coi. Chị bảo vệ. Má đi ăn cơm nè. Thôi xíu đi. Hoa hậu. Chị ơi chị cho em 2 phút để em dập. Giao lưu với hoa hậu xong nha rồi. Giao lưu gì đó? Hả? Giờ chị để em nói cái gì? Chị ơi cho bé nói gì mày nói đi. Rồi. Bắt lịch sự quá chị ơi. Dạ. Rồi. Mày đứng im mày làm gì đi hoài vậy? Hả? Rồi nói đi em. Rồi nói đi. Coi đi à. Theo theo như câu hỏi của rất là nhiều người đang rất là trông chờ thì người ta nói là hoa hậu thì sẽ cặp với đại gia. Phải cặp với đại gia cho mình xứng tầm là mấy chiều nào thì mình mấy tầng nào. Mấy tay tặng đó thì theo em nghĩ thì em cũng không có quan trọng gì mấy. Dạ vậy là em chấp nhận cặp đại gia. Đối với em thì cặp ai cũng được, đại gia hay đại hạ giá gì cũng giống như nhau thôi. Em thì theo sống theo cái châm ngôn là đường còn dài tương lai còn trẻ, anh nào khỏe thì em ưu tiên. Dạ cho nên là em với ai cũng được. Dạ với lại mà giới trẻ hiện tại bây giờ đó thì đang chạy theo đuổi theo đam mê của mình. Người thì muốn làm luật sư, người thì muốn làm bảo vệ, người thì muốn làm này làm nọ, làm giám đốc công an. Thì còn đối với bản thân em thì từng tuổi này thì em đã là hoa hậu rồi. Cho nên là em mới từng nào cũng được, miễn sao có từng là được. Quá trời bắt mệt này, thiệt á. Mày phát ngôn quá trời bắt mệt này. Cái lúc mà mày làm hoa hậu rồi, giữ coi lại, tao là mẹ hai ba đứa này rồi nha. Thằng Thiện với con Hà ở nhà, tao là mẹ Thiên Hà rồi đó. Cho mày biết, mày ngồi mày thấy hoa hậu. Mày thấy hoa hậu không? Thằng này thằng mẹ qua một bên coi. Còn cái con này là gì? Hả? Cái gì? Á hậu một. Trời ơi, coi kìa. Cái mặt á hậu một. Mày buông tôi ra. Ê, ngoại buông ra. Lại bảo vệ hoa hậu này, bảo vệ. Đi về nè má. Dạ, bả kia ơi. Thôi đi về đi. Trời ơi, là trời ơi. Chị ơi, hiểu chị ơi, chị ơi. Chị đứng giống em quá chị ơi, chị bắt lịch sự quá chị ơi. Rồi gì, nói gì nữa. Mày nói gì nữa, tao nói cho tao nghe coi. Thì, theo tôi trong nhóm sống của em là ai có thể là quá lực hết. Bởi vì em đang là hoa hậu của mọi người. Và đối với cái sắc đẹp của em thì ngang thành trong nước. Thì không có ai ngang ngửa phấn bằng sắc đẹp của em. Thì do em đẹp thì em mới là hoa hậu được. Dạ. Với lại mà trong cuộc sống là không có người phụ nữ xấu. Chỉ có những người phụ nữ không giống phụ nữ không thôi. Má, không có phụ nữ xấu. Chỉ có phụ nữ không biết mình xấu là mày đó. Ha. Là mày với cái con kia. Chị ơi. Để sao nói cho con nghe. Mày dập cái bản mặt đó là đẹp dữ chưa? Nó bạn con. Biết là bạn mày rồi, tao nói mày nghe. Hoa hậu gì, nó mua giải chứ hoa hậu gì. Hôm bữa tao nói hết một lần rồi, đừng có tụ tam tụ ngủ lại đây. Mà sao rảnh rõ như vậy hả? Chị ơi, chị sự là xíu chơi. Em nhét cái mi vô trong học kia, em đang là hậu gì. Đây nè, mày coi đi cái bản mặt nó gì mà á hậu 1, á hậu 2. Anh ơi, trời. Nó không có quan trọng, con quan trọng là bạn con kìa. Trời, lâu lâu nó mới được làm hoa hậu một lần để cho nó ấy sao nó biểu xong đi. Nhìn nó cái đi. Em, bạn của em chịu khó nhìn cũng được chứ bình thường nhìn không được rồi. Trời ơi là trời, mày nghĩ sao vậy? Ê, con là con tự hào vậy đứa bạn này đó. Trời ơi biết rồi. Mới nói xấu em luôn á. Bây giờ má đi về nghe nè. Để con khá rồi. Mấy chị đi về nhà giùm em đi nha, chỗ này là chỗ em đúng rồi. Để em hợp hành cho qua hai nhà má đi về cho con nha, lên đi về ăn cơm. Bây giờ sáu đi về trước đi, lát con dắt bà ngoại về. Bây giờ mày giải tán coi hết đi. Chị ơi. Anh kêu Văn Quân lại. Ê, cái con mẹ kia. Thôi nãy giờ chị nhịn mày nãy giờ rồi nha. Chị đang nói là hoa hậu sống rồi. Hoa hậu của bà hiểu không? Hoa hậu của bà. Mày có mua giải không? Chạy cha tao đâu có tiền mày. Lộ ra thấy chưa? Thấy chưa? Hoa hậu mua giải hả? Mua giải chứ còn gì nữa. Thấy chưa? Nó nói gọi gàng có tiền có quyền cả. Có tiền hay có quyền thấy ra ngoài. Em đâu vô mà em sẵn sàng cái miệng vậy? Em hả? Cả thôi nãy giờ. Thôi nãy tới giờ là chị đang muốn làm hoa hậu. Chị chưa nói là giữ tôn trọng là chị ơi. Bây giờ sao? Bây giờ mày muốn làm hoa hậu? Có tiền bể hết. Đâu rồi thằng Thiết đâu rồi?
chạy đi qua kêu hả mấy ông mấy ông mà ở dưới xã lên cho Sáu đi nha. Dạ, dạ, dạ. Mày khỏi có tranh sinh cá hậu gì à. Nhìn hai đứa này ơi, Sáu ơi, Sáu ơi, chị kỳ quá à. Chị ơi, chị gì quá à. Mấy giờ Sáu cho nó dài mốt quay xong cái chương trình này đi. Chứ mà lại mà quậy quá trời. Một là giải tán liền cho tao, còn hai là tao làm lớn chuyện chứ. Này má đi về nè, má nghĩ sao má coi con hoa hậu bông hậu này chị hả? Trời ơi là trời ơi. Ê bà tao nói nha, không có sao mà đúng không? Bởi vì tới giờ chẳng làm lúa là gì chứ. Thôi đi, đi đó giờ tao biết tao. Trời ơi là trời, nó nói khéo trên đầu tụi bay đó. Bà vậy hoa hậu lên bảo vệ nó mày nghe, mày còn đẹp hơn nó nữa. Mày nghĩ sao vậy? Hoa hậu giờ xấu quá hả? Sao hả? Không có giải đó. Đi sao? Chị có tiền. Đã thấy chưa? Trời ơi. Sao chị hoa hậu không cưng? Sao chị đẹp nha, chị đẹp chỉ có quyền là hoa hậu là chị đẹp đúng không? Trời ơi, cái vụ hôm bữa hết một lần rồi, nó mua giải bên kia ở bên kênh nước đen, nó chưa trả tiền cho ta, bây giờ qua bên đây làm nữa, nó làm cái đụng ơi. Bây giờ mày đẹp đúng không? Bây giờ mày đẹp đúng không? Kêu bảo vệ, kêu bảo vệ đi, bảo vệ cho mà bảo vệ. Trời ơi là trời, nói tới đó mà má chưa chịu về đi về nè. Trời ơi là cuối cùng nó có phải quan tâm cái gì mà hoa hậu gì mà hoa hậu không phải về mua giải đó. Ui, thôi vậy đi, không ngoại về đi, con coi hết chương trình rồi lát con về nói coi gì mà coi hoa hậu à. Vậy bán mùa lúa năm sau mày về mua cho tao là hoa hậu nghe. Trời ơi là trời, má ơi nó mua giải chứ mà thi hoa hậu gì. Ê má ơi em mua đi ai thằng này nè, chị trốn em từ bên kia qua tới bên này đó. Tiền thanh toán giải của em chưa trả còn một nửa đó, đâu đó. Bầu xô á, bầu xô mua giải. Mọi người ơi, hôm nay em nói cho mọi người biết luôn, hoa hậu Thí Liễu mua giải đó. Không có gì chứ, mày tự trọng không bà nội cha tao ghét chứ, ghét cho Hồng. Chị Liễu trả cho anh cho nên nói cái gì vậy? Còn chị nói chị bán ba con bò, chị trả cho em một nửa. Rồi trả cho em rồi, biết sao không? Tại vì bò đang xuống giá quá chị không có dám bán. Sáng mắt mọi người ra chưa? Mấy con con nè, còn hai con về nhà nhà con đã cho con đi theo con xin đó. Em không cần biết. Hôm nay chị phải thanh toán cho em cái số tiền còn lại. Hoa hậu gì? Chứ mà chị làm hoa hậu cái này là không được rồi. Hoa hậu đồ. Đi đâu vậy đúng lại. Ê ê ê ê ê cô gái ơi. Cô gái hoa hậu ơi. Trời thôi đi vậy. Thôi vậy. Thôi đi vậy. Đi về. Hoa hậu ơi, hiếc về mày, về mày chơi với tao đi mày ơi. Ơi đó cho vừa lòng. Đó mọi người thấy không? Đi về má ơi. Đấy thôi đi về. Còn mày nữa. Bạn bè mà không phiên đó, mày hùa thêm đó. Cái gì trời, tôi về tôi xin chụp hình với nó còn cho nó phiên. Đi về nè ăn cơm. Thôi thôi. Giải tán gì vậy, giải tán chưa? Đi rồi. Trời ơi, mém xíu nó bể rồi. Gì? Gì mém xíu? Bể mẹ rồi chứ mém xíu gì nữa. Có bể hả? Bể rồi. Trời ơi, nó nghe nè, bây giờ chị thuê cái sân này hết 320 ngàn rồi chưa tránh tốn tiền cho người ta nữa. Bây giờ em thanh toán cho chị lẹ lên đi. Trời ơi, từ đi em nói chuyện em chưa bán được bò. Trời ơi, còn tiền MC của chị nữa. Em mời chị từ bên kia qua đây bên kia em chưa trả tiền cho chị luôn. Có 150 à. Bán bò lên đi em bán cho. Có 150 bên này 150 nữa 300. Chị gửi tiền của em sao? Em làm gì chị? Có 50 ngàn à chị? Hai ngày rồi, anh chấm rồi, nhà em hết gạo rồi đó. Có tiền bảo vệ con còn chưa thanh toán nữa, sao có tiền chị? Bà nói tôi về quê bà vui lắm mà sao bể banh chảnh như bà nội. Đúng rồi. Trời ơi, ai mà biết đâu. Thôi gắn cho chị nghe, ngày mai thì chị thanh toán cho. Mà chị nói nghe nè, cho nó nghe nè bé. Cái số em không làm hoa hậu được đâu. Hai lần rồi bể hết trơn, bể dĩa hết trơn, bể banh chảnh luôn. Em đẹp mà. Không làm hoa hậu được. Người ta lên rồi. Thôi đi về. Người ta đi lên qua lấy tiền má. Tao không chỉ tiền nha. Đi đây. Ráng đỡ nó đi, ráng hết ngày đi mấy đứa. Hết ngày nữa nha. Ôi là trời, nó tốn đâu mà hoa hậu luôn đi.